Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Vlog 61 nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dưỡng Phát, địa chỉ là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Và một chi nhánh nữa sẽ là 688 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị hay hỏi em là nếu như mà có cái clip của em á, cái giá bán ở trên Tân Kỳ Tân Quý với là ở đây nó có giống nhau hay là không? Thì nó giống nhau nha, tại vì chung một cửa hàng. Còn nếu như mà cùng một cung đường mà có nhiều cửa hàng thì mới khác giá nhau. Đấy. Rồi, như clip trước mà nói, clip này em sẽ tổng hợp tất cả những cái giá của những dòng xe 50cc kèm theo là xe điện luôn cho mấy anh chị cập nhật thời điểm này để mua xe cho con chạy lúc hè tập, chạy cho tay lái cứng rồi trong rồi qua năm mới đi học nó sẽ có xe để nó đi học chủ động hơn. Đấy. Thì ở đây ha sẽ có Dream 50, CS 50, Way Alpha 50, Exciter 50, Cúp 50, cúp là 2 đến 3 loại luôn. Đó, rồi Vespa 50 xe điện thì có hai loại xe điện nữa. Đấy, dạo này đang hot rần rần mấy cái vụ xe điện, bán rất là được luôn anh chị. Xe điện nào là quẹt thẻ một cái, không cần chìa khóa, chỉ cần cái thẻ thôi, quẹt NFC kịch cái rồi xong, thấy xe chạy xong nó kịch cái rồi xong, khóa xe. Quá tiện lợi luôn đúng không? Thì những bạn nào mà cho coi trong cái clip này nè mà mình không thích, không chạy được xe máy, không đi được xe xăng thì mình có thể lựa chọn đi xe điện cũng được luôn ha. Có nhiều sự lựa chọn cho anh chị là mình mua cho xe cho con nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào báo giá của những dòng xe này. Rồi, đầu tiên là chiếc Exciter nha. Exciter thì ở trên đây em còn một chiếc nữa nè. Đây. Đây là chiếc màu xanh real á, kiểu của lính á. Rồi, ở dưới đây thì sẽ là một cái màu là xanh dương đậm, màu này rất là đẹp nha, rất là nổi luôn, đặc biệt những bạn nam nào mà đi xe này thì rất là thích ha. Xe này không phải thay côn đấy, nhiều bạn coi clip á, kiểu như coi gian dở dở á, hoặc là nhìn hình không mà xong rồi coi tua xả lướt á, cái không có biết chiếc xe này là xe gì, cái vô bình luận nó là ủa em tưởng chiếc này E135 nó đã khai tử lâu rồi mà không nha, chiếc này là nhái của E135 thôi, nó là thương hiệu Espero đây, thương hiệu Espero đây ha, là hãng làm xe máy điện lớn nhất ở ngoài miền Bắc ha, và nó có hãng đi test á. Đấy thì anh chị nào mà ở ngoài Bắc thì chắc cũng sẽ biết, ở ngoài Hưng Yên nha, nhà máy Hưng Yên. Con này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ là 1,4 lít trên 100 cây, và hệ thống xe của nó sẽ là đi phanh đĩa luôn, phanh đĩa ha, heo dầu màu vàng luôn, phanh đĩa kiển luôn nha. Đó, hệ thống đèn là full LED nha, full LED luôn đó, dưới đây là full LED, xong rồi có một cái phần đèn đề mi của nó đây nè. Đây rồi, ok ha, nhìn y chang như E135 luôn ha, mặt đồng hồ nè y chang, chả khác gì hết trơn luôn. Thì giá hiện tại của con xe mà Exciter 50cc này ha là 17 triệu nha anh chị, 17 triệu giá em báo đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ còn thiếu cái giá lăn bánh thôi. Anh chị alo hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em số điện thoại dưới bên góc màn hình đó, em sẽ tư vấn cái giá lăn bánh cho anh chị, tại vì em không biết anh chị ở đâu ra giấy ở đâu để mà tư vấn được cái giá lăn bánh cho anh chị ha. Rồi tiếp theo là CS thì ở bên đây em là sẽ có hai phiên bản nha, hai phiên bản. Một phiên bản là của thằng D-Test, là nó sẽ cái đầu đèn nó sẽ như thế này, đầu đèn sẽ to và bự như thế này. Đó, đây cũng vậy luôn, đầu đèn sẽ to và bự đó, anh chị thấy chưa. Còn một phiên bản này là của thằng Boss City, nó là của thằng Li Fan, hãng Li Fan, đây Li Fan của Trung Quốc ha. Thì đây anh chị thấy không, nó y chang như cái chiếc CS của phiên bản chính hãng luôn, không khác một tí xíu nữa luôn, y chang. Đó, đầu đèn rất là đẹp nha, màu sơn màu bạc này cũng rất là đẹp luôn. Và cái phần con heo trên chiếc xe nha, heo thắng đĩa nè, nó đẹp hơn, nó chỉnh chu và nó đẹp hơn rất nhiều so với cái con mà của thằng bên D-Test nè, mọi người thấy chưa, khác biệt nha. Con này thì nhìn xanh xúa đúng không, nhưng mà con này là màu vàng của con heo cũng rất là đẹp luôn, nó hơi chật chội nên mọi người thông cảm ha. Đây rồi, còn về mặt đồng hồ ha, mặt đồng hồ ở đây cho mọi người xem luôn ha, mặt đồng hồ của hai con này đây, mặt đồng hồ của cái thằng mà Li Fan Boss City màu đỏ, còn của thằng mà D-Test là màu xanh. Đây, anh chị thích cái nào thì chị lựa chọn đó nha. Cái con mà của Li Fan thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 1,395 gần 1,4 lít cho 100 cây đó, 1,4 lít cho 100 cây. Rồi bây giờ báo giá CS nha, thì hai con này nó đều đồng giá nha. CS 50cc cũng giá là 17 triệu luôn, 17 triệu luôn, giống như Exciter luôn nha. Và cái con mức tiêu hao nhiên liệu của con này là bao nhiêu? Đây, 1,25, tiết kiệm hơn so với con của thằng Li Fan ha. Đó, em sẽ lấy xét cho mọi người xem ha, 1,25 lít cho 100 cây nha. Còn kia là 1,4 lít. Rồi, xong CS. Đó, anh chị thích cái đầu đèn nào thì lựa chọn. Cái đầu đèn của cái con mà phiên bản mà đi test nè thì nó sẽ có đèn LED, còn cái con mà Li Fan á thì hệ thống đèn của nó là đèn halogen thôi, bóng halogen thôi. Đây. Rồi, tiếp theo qua đây mình sẽ có rim. Đấy. Rim thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó đây, 1,3 lít trên 100 cây. 1,3 lít trên 100 cây ha. Và nó là dung tích xi lanh của nó sẽ là
49,5cc. À, chị thấy chưa, 49,5cc. Đây là cái tên của xe máy điện nè, em để cho anh chị xem ha. À, xe máy điện đi test nha. Đó, 49,5cc. Ok. Rồi. À, chiếc rim này thì nhìn rất giống kiểu dáng của những chiếc rim CX5 ngày xưa á. Màu xanh, màu đỏ, có màu nho luôn. Thì rim 50cc hiện tại đang có cái mức giá là 15 triệu rưỡi thôi nha, rẻ hơn 1 triệu rưỡi so với những cái chiếc xe kia. Đấy. Rồi, tiếp theo dưới đây, quen pha, báo nhanh luôn nè. Quen pha đây, hệ thống đèn là đèn LED nha. Hệ thống đèn quen pha đèn LED luôn. Quen pha 50cc thì hiện tại là 17 triệu nha, 17 triệu luôn anh chị nha. Rồi, tiếp qua đây, cúp 83 nha, là y chang như là của thằng cúp mà C125 mà 100 triệu một chiếc đó. Con này y chang luôn, không khác gì hết trơn luôn. Có cái màu xanh, màu đen nhám luôn nè. Đó, đen nhám nha, còn cái này là màu xanh nè. Nó sử dụng hệ thống ổ khóa Smart Key nha anh chị nha. Sử dụng ổ khóa Smart Key nè, có chìa khóa nè anh chị thấy chưa? Ổ khóa Smart Key nha. Đấy. Đèn là đèn LED luôn. Không khác gì so với cái phiên bản 100 triệu hết trơn á. Mâm nè, mâm của nó y chang luôn. Rồi, con này á, cúp 50cc của nó ha. Thì cúp 83 nó tên là cúp 83. Cúp 83 nó sẽ có cái mức giá là 18 triệu 800 nha anh chị. Cúp 83 sẽ có mức giá là 18 triệu 800. Anh chị nào nhanh tay chốt cho em ha. Rồi, cái bên đây mình sẽ có con cúp nữa là cúp 81. Đây, mình xuống cái này cho nó gần hơn ha. Đấy, cúp 81 của Espero nha. Một con một này thôi, 81 là 16 triệu rưỡi. 16 triệu rưỡi cho con cúp 81 này. Con này chỉ sử dụng chìa khóa thường thôi, không sử dụng ổ khóa Smart Key như là con kia. Đấy. Rồi, ok ha. Tiếp theo là hai con này là cúp 50 nhưng mà bánh căm nè. Đó, căm rất là đẹp nha, căm rất là dày, rất là đẹp luôn. Anh chị thấy chưa? Màu hồng và màu cam ha. Đấy. Thì cúp 50 bánh căm này á thì nó sẽ là 15 triệu thôi, rất là rẻ ha. 15 triệu nha anh chị. Hai con màu cam và màu hồng này nè là 15 triệu. Đấy, giá em báo bao gồm VAT rồi. Rồi, xong dàn xe số nha. Bây giờ mình sẽ qua bên xe tay ga. Rồi, đây ha, mình sẽ có một cái con này cũng khá là cute và lạ luôn, kiểu ai mà thích độc lạ thì đây. Boss City nha, của Li Fan, 21 triệu rưỡi nha anh chị, 21 triệu rưỡi, hệ thống đèn LED luôn. Con này nhìn như đồ chơi nha. Đấy, mà nhìn cũng giống như xe điện nữa, 21 triệu rưỡi nha. Đó. Mong đích nữa nè. Nhìn từ phía sau tới nè. Đấy. Rồi, kế bên đây thì sẽ có chiếc Brea nha. Brea này là 20 triệu nha anh chị. Brea rất là nhiều màu luôn nè, màu xám nè. Nếu mà anh chị hỏi em là xe này của hãng nào, mới ba cái xe Trung Quốc này mà xài cái gì này nó kiểu, thì bây giờ mấy anh có tiền thì mấy anh mua xe Nhật mà mấy anh đi. Đấy, còn ai, tại vì cái này xe là chủ yếu tập trung vào những người gọi là không có bằng lái, hoặc là những bạn học sinh không đủ tuổi. Đấy, như bố mẹ mình già nó kiểu không có bằng lái, đi xe 50 này làm gì? Để chạy ra chợ hoặc đưa rước cháu này nọ, kiểu thì nó ok quá rồi. Chứ đòi đâu mà mua xe Nhật rồi, mua mấy cái xe kia chi, đúng không? Đấy, xe kia quá mất tiền, Nhật quá mất tiền rồi. Con này mất tiền 2 nhiên liệu 1,4 lít cho 100 cây anh chị nha. Tiếp theo là một dàn siêu phẩm của em là Vespa 50. Hôm bữa là quay một clip rồi đúng không? Không có nói nhiều nữa. Nó thì sẽ có mức giá là 20 triệu rưỡi. Giá cũng bao gồm VAT rồi. 20 triệu rưỡi cho chiếc Vespa 50 này. Y chang như Vespa hàng riêu luôn. Chả khác cái gì hết trơn. Nhìn từ xa thật sự luôn là người ta tưởng tượng Vespa thiệt không á. Màu xanh bơ rất là đẹp. Những màu cam đen nè. Rất là nổi ha. Đấy. Rồi bây giờ mình qua bên xe điện đi. Đây xe đạp điện ha. Thì cái con màu hồng này bữa giờ đang hot rất nhiều, rần trên mạng nè. Đấy. Cái con mà hai con bên đây thì nó cũng bình thường thôi. Nó cũng sẽ có cái NFC là để mình gạt chìa khóa lên trên màn hình đó là nó sẽ sáng lên. Xe điện này á thì nó sẽ mức giá là 7 triệu rưỡi nha anh chị ha. Còn màu hồng này sẽ có màu khác nữa, em sẽ quay dưới đây cho anh chị xem. Đây. Rất là nhiều màu. À, có màu xanh nữa nè. Thấy chưa? Màu xanh rất là đẹp luôn. Hệ thống đèn là đèn LED nha. Dễ thương cực kỳ luôn. Rồi dưới đây. Đó. Ok quá chừng luôn. Ok ha. Rồi, con này á, thì hiện tại nó sẽ có cái mức giá là 11 triệu rưỡi nha anh chị. 11 triệu rưỡi, giá em báo đã bao gồm thuế VAT rồi. Màu trắng nha. Mấy cái con kiểu giờ hiện tại bây giờ nó nhiều mẫu mã lắm. Mấy bạn mà lên mạng Google, mấy bạn tìm á, mà thấy thích cái mẫu nào á, thì nói mình nhập hàng về cái mẫu đó cho mấy bạn. Rất nhiều mẫu mã đẹp luôn. Rồi, gỡ các chân phía sau luôn nè. Đấy, hai yên ha. Nhìn dễ thương lắm. Cái này đi ngoài đường dạng như đi chơi vòng vòng là đẹp ha, rất là đẹp luôn. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm về cái mẫu xe điện hay là xe máy 50cc thì hãy để lại bình luận phía dưới ha. Con này thì cũng không cần chìa khóa đâu, nó còn cái thẻ này nè, cái thẻ là NFC đây, em sẽ chỉ cho anh chị ha. Do là bữa nay là cái bình này là không có gấp đưa cái bình vô, thẻ NFC đây. À, khi mà anh chị mà tắt cái này off nè, anh chị cầm một cái thẻ này thôi, chìa khóa này để sơ cua thôi, khi mà mất thẻ thôi.
in lên đây, in lên đây là tự động bên đây nè, tự động nó sẽ mở khóa rồi đi đi xong cái in cái nữa là nó tự động nó tắt. Ok ha. Mà khi mà các bạn đã mở bằng cái NFC này rồi á thì mình ghi chìa khóa vô mình mở nó không có tác dụng, không có tắt được bằng chìa khóa, chỉ xài bằng NFC thôi, một cái một thôi. À, rồi thì một số cập nhật nhanh của em về dòng xe 50cc và xe máy điện nha. Anh chị đang quan tâm hãy để lại bình luận phía dưới cho em biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.